Netizen Trung Quốc thắc mắc, người Việt Nam ăn Tết Kỷ Mão có giống người Trung Quốc không? Đó là câu hỏi được netizen Trung Quốc bàn luận sôi nổi trong thời gian vừa qua. Vậy netizen Trung Quốc đã nói gì thì Ba Hàng Xóm 4.0 sẽ cùng các bạn tìm hiểu ngay sau đây và cũng đồng thời hiểu được ở Trung Quốc họ được giáo dục lịch sử như thế nào nhé. Việt Nam cũng là của Trung Quốc, họ giành độc lập vào cuối thời nhà Minh. Sau đó dần dần Nam tiến để hình thành nước Việt Nam hiện nay, họ đã kế thừa hầu hết các truyền thống của Trung Quốc. Việt Nam giống Trung Quốc không phải Trung Quốc giống Việt Nam, con giống cha mẹ chứ không ai nói cha mẹ giống con cả. Trong một thời gian dài trong lịch sử, Việt Nam, đặc biệt là miền Bắc Việt Nam, thuộc vòng tròn văn hóa Trung Hoa và hầu hết các nhân vật và lễ hội truyền thống đều giống nhau. Ngày 24 tháng 12 âm lịch hàng năm là ngày tiễn ông Táo lên trời để nói điều tốt lành và hạ giới gửi điều tốt lành lên thiên giới. Trong hàng ngàn năm, toàn bộ Trung Quốc đã được truyền lại như vậy. Trung Quốc ăn trứng vịt lộn, Việt Nam cũng ăn trứng vịt lộn. Con giáp Trung Quốc có con thỏ, Việt Nam là con mèo. Trung Quốc đang theo đuổi cải cách và mở cửa, trong khi đó Việt Nam cũng đang theo đuổi cải cách và mở cửa. Trung Quốc có sườn xám, còn Việt Nam là áo dài. Việt Nam luôn phải tinh chỉnh và điều chỉnh một số khác biệt đối với những thứ của Trung Quốc. Sau thời nhà Tần, nó vốn là một bộ phận của các châu quận của Trung Quốc. Đến thời Đông Hán, phía Nam nổi dậy chia cắt thành lập một quốc gia độc lập gọi là Champa. Sau đó đến thời Ngũ Đại Thập Quốc, phía Bắc bị chia cắt và thành lập một quốc gia độc lập gọi là Giao Chỉ. Sau đó cả Nam Bắc đều là chư hầu của Trung Quốc. Cuối thời nhà Thanh, Giao Chỉ thôn tính Champa. Việt Nam vốn là một bộ phận của Trung Quốc, sau khi bị chia cắt thì trở thành nước phụ thuộc, cuối cùng thoát khỏi ách thống trị, rồi trở thành thuộc địa của Pháp và cuối cùng thành lập một quốc gia độc lập. Gia đình bạn được coi là nhà giàu có ở Việt Nam phải không? Ở Trung Quốc, nếu một gia đình bình thường nuôi 4 đứa con, họ chắc phải bán thận để nuôi con mất. Không, gia đình chúng tôi chỉ là một gia đình bình thường, nhưng yêu cầu giáo dục ở Việt Nam không quá cao, còn ở Trung Quốc lại khác, việc giáo dục trẻ em rất quan trọng. Ngày 23 tháng 12 âm lịch là đêm giao thừa ở miền Nam Trung Quốc, ngày 24 tháng 12 âm lịch là đêm giao thừa ở miền Bắc Trung Quốc, đồng thời cũng là để cúng thần bếp, để vị thần này về trời, có thể nói giúp gia đình chủ những lời tốt đẹp và phù hộ cho gia đình bình an, hạnh phúc trong năm mới. Châu Á, đặc biệt là Đông Á và Đông Nam Á đã chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa truyền thống Trung Quốc từ thời cổ đại và nhiều phong tục bao gồm cả các ký tự, giống nhau hoặc tương tự nhau. Ở Hồ Nam tôi không thấy, ở Hồ Nam chỉ có món cay và món ớt. Tục cúng thần ngày mùng 1 và ngày rằm cũng giống như vùng Triều Sơn của chúng tôi. Trung Quốc đã từng như vậy, nhưng bây giờ mọi người lười biếng và không thích tham gia vào quá nhiều lễ nghi. Nhiều nét truyền thống của Tết Nguyên đán đã mai một, ngày càng ít đi và nó đã lỗi thời. Việt Nam và Trung Quốc tổ chức lễ hội mùa xuân ở nhiều nơi, cùng một lúc và thờ cúng các vị thần và tổ tiên. Lúc đó chúng ta được ăn thức ăn ngon và mặc quần áo mới. Nhiều gia đình truyền thống như của tôi ở Trung Quốc cũng thờ cúng tổ tiên vào đêm giao thừa mùng 1, mùng 3, ngày 15. Cũng phải cúng đồ ăn, thắp hương cúng tổ tiên. Chỉ là nhịp sống bây giờ nhanh, nhiều gia đình người Hoa không để ý đến những điều này, chúng tôi vẫn phải làm điều này ở nông thôn. Trong xã hội hiện đại, cứ thoải mái, miễn là bạn hạnh phúc, cái chính là có tài chính hỗ trợ, không có tiền thì chẳng là gì cả. Ngày xưa có câu, người nghèo ở khu trung tâm không ai hỏi, họ có họ hàng giàu ở miền núi cả. Đúng là không thực tế lắm. Văn hóa Trung Quốc và Việt Nam có cùng một gốc rễ, nhiều phong tục tập quán giống hệt nhau. Cúng thần bếp không chỉ có ở Quảng Đông, Quảng Tây mà còn có ở tỉnh Sơn Đông. Và ngày 23 tháng 12 âm lịch hàng năm, cúng thần bếp để mong ông báo cáo công việc của gia chủ lên trời, để vị thần này nói điều tốt, không nói điều xấu. Ngày xưa trước thềm năm mới ở Hồ Nam rất được chú ý, ở đó có rất nhiều nghi lễ tương tự lễ cúng tế thần, nhưng bây giờ tôi không thể nhìn thấy nó nữa. Những lễ hội và phong tục nhỏ này ở Trung Quốc rất đặc biệt ở nhiều vùng nông thôn, nhưng về cơ bản chúng không có ở các thành phố. 23 tháng 12 là ngày tiễn thần bếp và thần tài về trời, giống như phong tục của Trung Quốc. Việt Nam từng là một bộ phận của Trung Quốc nên có nhiều phong tục tập quán. Trước đây, chữ Hán đã được sử dụng hơn 1.000 năm, nhưng bây giờ chúng không được sử dụng ở Việt Nam dưới 100 năm rồi. Đây là một nghi lễ hiến tế trước năm mới, gọi là tiễn các vị thần, và ở một số nơi ở miền Nam Trung Quốc cũng có những hoạt động tế lễ như vậy. Ngày 23 tháng 12 âm lịch, thần bếp xuất hành về hướng Tây, các vị thần hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp và trở về cung điện của họ. Văn hóa truyền thống Trung Quốc đã được các quốc gia khác kế thừa, nhưng chúng ta vứt nó đi như rác. Ở trung tâm Chiết Giang, có phong tục không được quét nhà hoặc giặt giũ vào ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán và không được mặc quần áo mới để thăm mộ tổ tiên. Phong tục của chúng tôi đã mất hết và có rất nhiều nghi thức đón Tết của người Trung Quốc chỉ còn lại trong quá khứ mà thôi. Phong tục ở nhiều vùng của Trung Quốc cũng chú trọng đến ngày mùng 1 và ngày 15, năm mới, uống trà La Ba cùng tế thần bếp. Tuy nhiên, trước ảnh hưởng của tư tưởng phóng khoáng, tự do của thế hệ trẻ, những hủ tục ngày càng ít đi.
Việt Nam giữ được nhiều yếu tố Trung Hoa nhất, ngoại trừ các ký tự được chuyển sang tiếng Pháp, nhưng Hàn Quốc đặc biệt Tây hóa và không còn nhiều yếu tố Trung Quốc. Nông thôn Việt Nam rất an ninh, thói quen sống rất đơn giản, xây nhà tốt để ở lâu dài vì nó là một nơi tốt để sinh sống. Tất cả đều giống nhau, nhưng sau khi Trung Quốc cải cách và mở cửa, mọi người dần tập trung vào việc kiếm tiền và không chú ý đến một số truyền thống của Trung Quốc, đặc biệt là lời chào của Quan Âm trong lễ hội mùa xuân và món quà của thần tài cũng không được người dân quan tâm nữa. Ngày 23 tháng Chạp ở Trung Quốc trước đây gọi là tiễn tam tiên về trời, nhưng bây giờ bàn về cơ bản, không phải ai cũng làm tục lệ này. Ở đây chúng ta cúng thần bếp vào ngày 23, mua kẹo vừng về cho thần bếp ăn, thần bếp sẽ phù hộ cho các bạn, còn ăn bánh nhân thịt vào ban đêm. Xưa Hồ Nam cũng đến ngày rằm mới thắp hương, nhưng bây giờ không ai làm nữa. Nhiều phong tục tập quán cũ ở Trung Quốc đang mai một, ví dụ như lễ hiến tế, thuê mướn trước Tết Nguyên đán rất hoành tráng, nhưng hiện nay thủ tục này đã được đơn giản hóa hoặc không còn nữa. Điều này, điều nọ bị cấm kỵ trong dịp Tết Nguyên đán, điều đó đã làm mất đi hương vị và ý nghĩa ban đầu của lễ hội. Ông Táo về chầu trời để báo cáo những công việc và những việc chưa tốt của gia đình một năm qua, nên dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ rồi cùng ông Táo nói lời tử tế nhé. Các lễ hội của Việt Nam đều sao chép từ Trung Quốc. Ngày 23 là ngày tiểu niên của Trung Quốc, còn gọi là ngày ông Táo về trời. Các nền văn hóa đan xen, cả Đông Á cùng chung truyền thống, văn hóa không phải là bản nguyên, cũng không phải của riêng ai. Việt Nam, Hàn Quốc lưu giữ văn hóa Trung Hoa nhiều hơn Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan. Có hương vị của năm mới, có hương vị của gia đình, người Trung Quốc và Việt Nam như một gia đình. Các ngày lễ Tết ở Việt Nam và Trung Quốc khá giống nhau, thực chất đều là Tết Nguyên đán liên quan đến ông Táo. Ở Trung Quốc, ngày 23 là Bắc, ngày 24 là Nam. Việt Nam coi trọng lễ nghĩa, dù thành phố hay nông thôn. Trong ngày lễ vía ông Táo, gia đình chúng tôi mời ông Táo về nhà năm mới và cầu lộc bình an cho gia đình chúng tôi trong năm mới. Tôi cảm thấy con gái Việt Nam hiếu thảo hơn Trung Quốc, còn con trai không hiếu thảo bằng Trung Quốc và họ hàng Việt Nam thậm chí còn xa hơn Trung Quốc. Tết âm lịch và Việt Nam cũng giống như ở Quảng Đông và Quảng Tây, miễn là chịu ảnh hưởng của văn hóa truyền thống Trung Hoa chúng ta. Năm nay Trung Quốc là năm con thỏ, còn Việt Nam là năm con mèo. Thực ra năm con giáp mèo cũng vậy, mèo hoàng đạo của Việt Nam, nó có thể được phát âm theo tiếng Quảng Đông. Có lẽ hồi đó phiên âm sai. Văn hóa truyền thống của Việt Nam được bảo vệ tốt, ngày 23 âm lịch ở miền Bắc Trung Quốc cũng vậy, ngày ông Táo về chầu trời cũng giống như ở Trung Quốc. Người Miêu ở Việt Nam và người Miêu nước ta trước đây đều thuộc về chúng ta, nên văn hóa về cơ bản là giống nhau. Phía trên là những bình luận của netizen Trung Quốc khi so sánh các lễ hội chào đón năm mới ở Việt Nam và Trung Quốc. Như các bạn thấy, người Trung Quốc lúc nào cũng nói nước khác giống họ chứ không bao giờ thừa nhận họ giống nước khác bao giờ. Các nền văn hóa đan xen lẫn nhau nên không phải là của riêng ai, tất cả đều là phong tục tín ngưỡng của người dân, miễn đời sống của nhân dân ấm no hạnh phúc là được. Đó là toàn bộ nội dung của ngày hôm nay. Thông tin phía trên là một góc nhìn khác của người Trung Quốc về lễ hội văn hóa của hai quốc gia, chứ không phải là đang xuyên tạc lịch sử. Mục đích của video là để giải trí và cho các bạn hiểu thêm về suy nghĩ của người Trung Quốc về Tết Nguyên đán như thế nào. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.